Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cách cài thư viện Array File để mình xử lý trên ma trận. Thì thư viện này sẽ hỗ trợ cho chúng ta các nền tảng về CPU bình thường hoặc là GPU với CUDA cho Nvidia hoặc là OpenCL và các dòng GPU khác. Hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn các em cách cài thư viện này và chúng ta sẽ tích hợp vào Project Visual Studio. Và trước hết thì chúng ta download thư viện thì ở đây ta chọn là Windows 64 bit. Rồi thầy sẽ download thư viện này về. Rồi sau khi mình download về thì click link vào để install. Em chọn as system path, sau này mình sử dụng trong các thư viện khác. Ta nhớ đường dẫn cài đặt array file require space a lot. Sau em đảm bảo là ổ đĩa mình có đủ dung lượng trống để cài thư viện này lên. Rồi đây chúng ta chọn thư viện CPU backend CUDA OpenCL. Đây ta chọn tất cả các thư viện. Thì tùy thuộc vào máy tính mình có tất cả màn hình gì thì nó sẽ cài thư viện tương ứng. Rồi chúng ta đợi chương trình cài đặt xong. Rồi đây có thông báo chúng ta add path ok. Rồi chọn finish để hoàn thành việc cài đặt.